Anh em có nhu cầu mua lick CF giá rẻ uy tín, hãy đến với shop lick rẻ 24h.com. Alo. À vâng, xin chào tất cả anh em nhé. Thì chào mừng anh em đã cùng quay trở lại với clip ngày hôm nay. Thì clip ngày hôm nay mình làm cho ông em Tuấn Kit nhá. Một fan gọi là khá cứng ở kênh Hồ Điệp Tiên Tử. Nói chung là ở hai kênh luôn, cả kênh Hồ Điệp Crossfire nữa. Men khá cứng. Thì hôm nay mình sẽ bắn cái em Barret VIP mà phủ lớp skin Limbit. Lớp skin màu bạc. Hình như con này ở kênh Hồ Điệp Tiên Tử như là mình chưa test thì phải. Nhớ không nhầm là chưa test. Đó. Hình như là chưa test đúng không anh em? Mình không nhớ lắm. Nhưng mà thôi. Cứ test đã anh em ạ. Hôm nay thì có sự góp mặt của anh em clan Slipper kênh 10. Clan cũng khá là nhiệt ở trong cái map đấu hội đăng này. Ông lửa rồi. Trời ơi, thủ nhà công ạ. Trời đất ơi, vừa mới hiệp đầu tiên mà đã thủ nhà rồi. Mà thủ nhà là còn kê cái lòng súng ra chỗ mình chứ. Sao không kê ra cầu A nhỉ? Cầu A bay vẫn rất tin. Rồi, quá thơm luôn. Mình cứ me mình đục cái cầu A để liếm kin thôi. Hay quá nhờ. Em mình có vẻ áp đảo đấy. Cậu A còn bay không? Không ông nào bay cậu A rồi không ạ? Nước B này. Thật nước B nhá. B này. Ôi đông thế. Địch mệnh đông vãi cái đái không ạ. Vừa em kê cầu xong ngoảnh ra ngoảnh lại nước B với hẻm B đã lên âm âm âm. Vãi cả cười ạ. Không phải tâm. Thật cái nước B này. À, bắt cái hẻm B là lom dom vãi cái đái không ạ. Nước B mình không chắc cho nên là mình không dám ấy, không dám phô hẻm B. Hẻm B có này. Cả AB móc tùm lum rồi. Đó. Đó là cái lý do mà tại vì sao mà mình rất ít khi mình ra phô cái hẻm B này. Phải có người bắt nước cơ thì mới tự tin bắt cái hẻm B được. Tự tin bắt cầu bắt hẻm B luôn. B có đấy, đông đấy. Cánh phụ nước B là anh em ơi. Nhiều anh em bảo là tại sao mình không xuống nước B mình bắt hay là mình không ra HL mình bắt. Còn bắn hầu như là bắt nước B bắt HL thì chủ yếu là một đổi một hoặc là một ăn hai thôi. Bắn B là mình chủ động hơn được nhiều. Ok,
canh cầu à? Ô Linh mạnh. Phải chấm luôn. Tôi rõ ràng tôi nhìn thấy cái tâm của nó bật vào cầu rồi, nó không nhìn thấy tôi rồi. Quả nếu nó nhìn tôi là đã ngóc xuống nó bắn rồi. À, đen thật. Sao thế sao hỏi? Thì nghĩ là nó không nhìn thấy. Lên đến đấy rồi mà nó còn ngoảnh xuống nó bắn mình. Biết thế mình bắn luôn ở nước là xong. Tham quá. Mình chơi bài chắc cú quá. Trời ơi. Cái ông này ông rất hay canh ở nhà nhá. Cái ông Dominic này cũng rất hay canh ở nhà luôn. Chửa tao với ham ăn vào cờ. Chửa còn que. Ông bắn ông ra bắn thì chả hết kin. Trong cầu này. Trong cầu, trong cầu. Đó, vẫn về tôi anh em ạ. Ơ thì vậy. Ăn đục luôn, cầu A1. Cảm giác là tem bên BL cũng mạnh đấy anh em ạ. Bắn áp đảo phết đấy. Ông kia ông không thèm bán, ông còn kê kỹ ông mới bán câu ạ. Quá ghê luôn. Có à, không ra à? Vừa đi đông lắm mà. Cố kê lì không ạ? Đó. Tôi cố kê lì xem như thế nào. Rõ ràng thấy đạn ở cầu A mà không ra, không phô. Định mệnh. Quý bê, quý bê, quý bê. Nó bắn kiểu điêu điêu nhỉ. Nhấp nhính rồi mà mình vẫn chết. Vẫn không bay cầu A các bạn. Có vẻ là mấy anh em bên đấy là không đi cầu A nữa. Quyết định là không đi cầu A nữa. Định mệnh. Trùng hợp thế của V2. Trùng hợp thật sự luôn. Quả mình nhảy ra thế đéo nào. Cả ông bên trái, ông bên phải ra cùng một lúc. Này rồi. Nghe có vẻ là chết thông nào không được kia nào không ạ? Hơi buồn. Nhiều khi có những cái trận đấu nó đen lắm nha anh em nhá. Bắn hầu như toàn chết những cái quả rất là xàm luôn. Búp bê lấy. Búp bê con. Địch mạnh đéo kịp luôn. Mà bên mình đứng ở trong A nhiều quá. Đứng ở cái xe nhiều quá. Chả ai bắt nước, chả ai cover gì cả. Đầu A kìa. Toang rồi. Khả năng lớn ngớ lại toang rồi. Thế nhở? Đùa được mấy lin ra sùa à, bài rất đông. Có hai thằng. Cầu A nó còn này. Địch mệnh đông thế. 3-4 thằng cầu A liền. Cầu A còn 2 nhá. Ok, sang BL các ông ơi. Vừa lấy mình bắn ở bên GR, mình thấy là anh em bắn cá nhân quá.
Thành ra mình cũng bắn theo phong cách cá nhân được không ạ? Không cover cho ai được. Mạnh ai người sống đi. Tôi cố cover cho mọi người mà hầu như toàn bị lủng cái chỗ của mình thôi. Ông này ông cứ giạt. Ý là tôi hiểu. Ông kẻ chết nhanh nhỉ. Trọng cầu 1, đưa B 1. Quân mình à. Đó C 4 này chạy ra hẻm B ta. Toàn rồi. Con cái con Barret Bonbet này mà được phủ cái lớp skin này mình cảm giác là nó bắn nó kiểu là không chắc tay bằng các con Barret kia. Cái lớp skin ấy nó không chắc tay. Cái lớp skin màu vàng thì mình thấy là bắn chắc tay hơn. Skin này mình thấy bắn là nó không được vào tay cho lắm. Bắn nó cũng sao. Khiếp team mình 4 ông cầu A. 1 ông treo nhà. Lở bay rất tít. Đây thảm B luôn. Địch lại trúng rồi. Mà ông kia ông bắn mình trước chứ. Đầu B 4 5 thằng liền, đông thật. Team mình không ai giúp nhỉ? Ông cao đen này ông ấy phải được gọi là chùm cuối không ạ? Ông ấy ván nào cũng chết cuối. Trời. Thành Liên chuyên gia lúc bụi. Phải cả Thành Liên chuyên gia lúc bụi ạ. Anh nào còn ai bay nữa không? Để lọt thằng rồi. B2 này. Đầu B chắc là đông lắm. Lên B luôn, lên B luôn. Ôi định mày không chết, bay cái đấy. Lúc B, lúc B. Quả bắn sao không chết ta? Nhiều pha bắn ảo diệu nhỉ. Trong cầu ấy, thằng súng kìa. Mà tôi tưởng chết luôn. Ờ hay. Được đấy. Nói thật ra với anh em thì cái lớp skin này nó đẹp thôi chứ nó bắn không bằng cái bản cũ không ạ. Bản cũ bắn vẫn chắc tay hơn. Bắn bản này nó chỉ gọi là đẹp thôi. Hát lời vừa bay 2-3 thằng cơ mà. Đâu hết rồi. Ừ, thế nhà mình cố cam nì mà không thấy ông nào ra nữa. Cao B này. Cao B nhá. Tốt nhở. Mình đục 2-3 viên vào đấy mà không chịu xuống luôn ạ. Vẫn đứng ở trên cao B đục. Mà đục tốt đấy chứ không phải đơn giản đâu. Đục xuyên xuống cuối B luôn. B. Ờ ăn cứt rồi. May là có đồng đội người ta cover cho không toát qua này. Khi ông chết ở HL, bay qua HL chết nhiều vậy mà vẫn đi HL ra đầu A. Cứ
mặt thật. Ui, không có ai này. Đéo gì mà ghê vậy. Kinh. Ông Út Phương ông ở trên cao B ông bắn toàn đục thôi công ạ. Mẹ ghê vãi cả đái luôn. Đéo nhảy check view, đéo thì cứ đục ở đấy thôi. Sợ thật. Mà đục đục sắp đôi quả đấy chứ. Tẩm vãi cả đái. Đục mình hai ván liên tiếp ở ở cái hẻm B rồi, cuối B rồi. Chả nhìn thấy view, chả nhìn người đéo đâu, cứ đục 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 đục, sợ thật. Ép nhiệt lên anh em, ép nhiệt lên thì phải lưỡng ngớ lại thua ngược. Lên luôn, nước B nhà mình lên rồi. Check kỹ trong B nhá. Mọi lúc ở AB. AB. Hay quá nhờ, lúc AB làm 3 thằng luôn, sợ. C4. Hay quá. Quái vội quá. Mình chạy cái AB lên cùng với đồng đội, nghĩ đâu đồng đội đi trước, mẹ chạy đi trước và cá đằng sau chết luôn. Chắc là không ai đi nữa rồi. Nước B này. Định mệnh. Mà cam lì thế nhở, cái ông Út Phương này ảo diệu thật công ạ. Mà chết toàn những pha rất là ngớ ngẩn nha. Mình nhảy lé đạn như thế rồi không bắn, mẹ đợi nhảy xong mới bắn. Nói là lì kinh khủng. Tổng kết này, tổng kết này. Để lâu cứ trâu hóa bùn. Sao thế? Lên B luôn, lên B luôn. Trong B này. Giờ đạn. Có thằng nữa rồi. Ok. Ok, thôi clip mình cũng xin kết thúc tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em vào trong những cái clip sau. Bye bye. Hello, xin chào mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một số món đồ ăn vặt nhà mình đang bán. Đầu tiên thì có mực. Hiện tại nhà mình đang bán hai loại mực, đó chính là mực cán và mực hấp dừa. Đây, nó đã như thế này. Hai hũ này thì có giá 90.000 nhá. Đấy, bạn nào thích ăn mực thì có thể liên hệ để mình tư vấn về hai món này. Còn tiếp theo đó chính là đậu Hà Lan. Nhà mình cũng có hai loại luôn. Bên này là đậu Hà Lan tỏi ớt này. Còn đây là đậu Hà Lan thì mình có mix 5 vị. Đó. Bạn nào mà sợ chán mà ăn một loại mà chán ấy thì mình có thể đổi sang mua hẳn 5 vị về ăn, không lo chán luôn. Còn tiếp đến hai món mà nhà mình bán rất chạy, đó chính là khô gà lá chanh và bắp bò. Khô gà thì 40.000 một túi như thế này nhá. Nhiều cực kỳ luôn. Còn bắp bò thì 25.000 thôi. Như này. Anh em nào mà uống rượu ở nhà mua hai gói này về thì ăn đúng chuẩn bài luôn. Món cuối cùng thì là khoai. Đây là khoai tím này. 35.000 một túi to như thế này. Còn đây là khoai vàng. Đó. Đó là những món mà nhà mình đang bán. Còn ai mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể mình sẽ để Facebook và số điện thoại ở dưới clip nhá. Bạn nào muốn mua hay là muốn xem còn nhiều món hơn không thì các bạn cứ kích vào và mình sẽ tư vấn nhá. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Bye bye.